Chào cả nhà nha. Thì chiều nay mình tiếp tục mình với thằng của Thiện đi cắm câu trong cánh đồng đồng sau lưng này nữa nha cả nhà. Thì vòng vòng đây mình cắm mấy bữa trước rồi, giờ nay mình cắm tiếp. Đây có bà chuối bữa mà dính cái dây trắng này cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Nguyên bà chuối này mình cắm hết bà chuối này ra, sau mình cắm thẳng lên chảnh luôn. Mấy dưới này cũng có cái ruộng nữa. Cắm lỏng luôn mình mong. Thiện của Thiện đang cắm bên kia, mình quay bên kia nha. Đó, Thiện đang cắm cả nhà. Thì đây có cái cây cà na quá trời bự luôn nè. Quá trời trái luôn. Để mình xíu nữa mình lại mình quay cho cả nhà coi trái nha. Bây giờ thì nó cắm ngay chùm mã, bữa hôm dính hai con hai bên nè, bên đây. Giờ anh đang cắm. Bắp chuối quá trời bự luôn, nó cao rồi nha. Cái này bẻ được rồi. Nhưng bắp này mới trổ giải, nó ăn được rồi. Không biết thấy cái không à cả nhà. Kìa, nhánh chùm nhóc trái luôn nha. Ấy, ui rồi. Còn đấy. À, mấy nhánh này ít trái rồi, nó rụng cái này. Đây nè. Ít trái. Nó rụng nhóc bên đây nè. Nó rụng nhóc nữa nha. Đó. Mấy trái này nó dưới đất này nó thơm lắm. Không biết cà này ngọt hay cà này chua. Này. Mời cả nhà nha, ăn thử coi. Thấy ngon đấy. Nó cắm rồi nha. Thì đây mình vừa cắm xong hai cần bên đây. Một cần ngay đây, nó chui dưới rồi. Nắng quá, nắng chiều, 4 mấy giờ 5 giờ nắng nước nóng quá nhái chết. Tối nay thay nhái đã luôn. Đây cần với mấy bên kia cần. Nguyên bà chuối này ra ngoài có cái bờ cây sắt bờ hõm có kéo lưới 70 cái nè, có lưới kẽm gai á. Nó tiếp tục cũng cắm rồi đó. Đây nha, mình vừa lấy mình lụm được một trái đây nè. Đây Nguyên ngồi ngay gốc cây luôn. Đây nha, mời cả nhà nha. Chua. Dòng đi cắm nha cả nhà. Cắm xong rồi cả nhà, thì nó cắm cần cuối cùng nữa mình về nha. Nó thui luôn nè. Giờ này 6:10, 6:05, 6:10. Giờ anh về nha cả nhà. Tối anh thăm mình 7 giờ hơn 7 giờ đi thăm nha. Tối thăm nữa mình quay tiếp cho cả nhà xem. Chuyển góc mưa bánh. Giờ nó thui rồi đó, tại mình bật lát nè, đèn lát nữa thấy không? Thì nó mới sáng vậy. Nhìn cái mờ. À, giờ về nha cả nhà. Tối rồi mình đi thăm câu cả nhà. Thì mình với anh Cô Thiện đi xuồng cái này mà giờ mưa quá trời luôn, đang mưa luôn, giờ mình không biết sao luôn, cứ đi thăm luôn hình xui lúc ngoài đó thì lúc ngoài bờ. Rồi giờ mình đi tới chỗ cá dính cá mình quay tiếp nha. Thì cái nào có cá thì mình quay, không có cá thì mình cho nó qua nha nha, chứ quay nhiều quá thì clip nó không hay. Cần câu rồi, giờ dính cần câu dính này mà cá chích queo cả nhà. Nước lúc cài nước đổ nữa, ôi cả câu nữa, cá mới chết luôn nè. Hồi nãy giờ mình đi mắc mưa rồi không có thăm. Trời ơi, cá bự quá mà chết uổng quá trời luôn nè. Quá uổng luôn cả nhà ơi. Mất hình cần câu rồi, con lươn ăn gì đó bự. Mới chết luôn, còn đỏ tươi ấm hiểm. Rồi, giờ anh cắm lại nha. Cá chết nữa rồi nha. Mưa dính sớm quá là sao không biết, hôm nay sao cá chết chân nữa nè, không biết tình hình gì nữa đây nè. Mới chết không? Cắm xuồng rồi. Bay dầm đây nha. Nãy giờ dính được hai con mà chết hai con, dính xuồng nó thiệt tối cắm sao xuống rồi. Giờ mình gỡ móc nhái là mình đi tiếp nha. Dính con đầu tiên sống rồi nha, giờ mình bỏ xuồng đi qua. được. Ô ngon, cá ngon nha cả nhà. Trọng lơi trọng điếng á, đó múc đó lên bạc. Sướng đi từ đầu sướng. Ê, quá sướng cả nhà ơi. Giải gì mà con đầu tiên sống móc ngay má đào nữa không, một móc mắt hai móc ngay má đào, móc một bên. Bữa có anh kêu vô bình luận nó móc một bên, nó có thấy cá móc một bên không, tiện cá mình cái lưỡi câu mình sửa thì nó móc một bên đúng rồi. Một con mắt bên đây, hai con mắt bên kia thế nào cũng dính nè, mà mình sửa qua bên trái thì cũng dính mắt trái thì chắc ăn. Mình cắm lại nha, mắt nháy này còn nữa cả nhà, dần dính bên trong không đó, đó ngay đây nè.
được xuống. Đó, lòi mút rồi. Ô, dữ vậy, lòi dữ vậy. Nhỏ lòi dữ vậy. Khui, lên bờ. Đây, cái xuồng này nha. Nè, cá nhỏ mà. Hy vọng đêm nay làm chừng 4 kg là vậy là ngon. Ngoài chợ cá này mình bán, bữa hổm có bán bữa là được 90.000 kg nha nha. Còn mình đem về quê với vòng vòng với nhà mình thì bán cho xóm chòm ăn thì bán có 75.000. Rồi, giờ mình tiếp tục nha. Chính con cái nhà. Đỏ đỏ đỏ. Cá nhỏ hơi ít vậy. Chắc cá quá nè. Cá 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 cá. Thắng thắng lại thắng lại. Nhỏ quá nhà. Cầm cái xào mới được đó. Đây, lên hàng luôn. Lên hàng tại bể luôn. Nè, móc ngay mắt. Móc má dưới xong rồi ngay mắt. Móc nháy được luôn nha nha. À, tiếp gãy đọt câu ở nhà. À, dính lương nha, chắc lương quá. Ô, sảy à. Sảy à, sảy à, sảy. Sảy à, không dính. Cũng lôi dữ lắm. Đứt lưỡi luôn nha. Còn lưỡi. À, móc nháy lại mình đi tiếp luôn. Còn ở nhà. Dính nhỏ trong bự. Mini, mini. Chết luôn kìa. À, còn xong. Nãy giờ mình xém gớt xong 2 lần rồi. Ôi, ôi bự quá trời bự rồi. Bự hết muốn gỡ luôn. À, tiếp tục luôn. À, đi con khúc có dính được từng con cá này cả nhà. Cũng được nha. Bự á. Cần này nữa mình hết mình kéo xuống cái bờ dưới. Ôi. Cũng được chứ không bự dữ. Cả nhà đi. Nha, móc này má đào nữa cả nhà. Móc muốn trổ lên mắt này. À, móc nháy lại nha. Trước là dính cá chết queo cả nhà. Mới đây chết trên chiều cấm lúc 5 giờ 5 mấy mà cá này nước. Nước trong phèn mới đổ ra nè. Ủa trong cà mới đổ ra nè. Mới chết luôn, thẳng vừa thẳng mình luôn. Buồn thiệt chứ. Đây nha cả nhà. Cũng trọng lắm á. Rồi, móc nháy mình đi tiếp nha. Ăn trước chín được con nữa cả nhà. Sắp chết luôn hay chết queo rồi. Sắp chết nữa rồi á. Buồn thiệt chứ. Không, còn sống ngấp ngấp chứ không chết. Đây nha. Chắc cũng sắp theo ông bà nữa rồi. Bữa nay ngày gì á. Rồi, mình móc nháy lại nha. Con nữa cả nhà. Mà chắc chết nữa rồi. Ốc ngu rồi thấy quê quê rồi, chết quê rồi. Đó, chạy đồng câu luôn. Còn cái lửa. Tập vô thiện ơi, cái lửa quá thiện thiện ơi. À, giờ mình dở luôn nha cả nhà. Đây đây con. Lửa cắn thôi. Được con ếch cả nhà. Ếch hay gì thấy nó dậy 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 chắc ếch thì không có gì hết trơn. Ồ, nó hết nhỏ xíu. Ồ, quá trời cái lửa cắn mình. Đây nha. Hết hào nháy quá. Hết nhỏ xíu. À, mình gỡ đi tiếp luôn. Được hết chết queo luôn á nha. Biết sao, hôm nay nước nó nóng quá nha. Quá trời, nước nóng chiều mình cắm mà nháy nó. Ồ, nháy nó vừa chết luôn. Rồi, à, móc lại luôn nha. Cái này còn gì vậy? Cá lóc thì ếch gì nữa, rồi ếch chết nữa nha. Thẳng giờ nước nóng quá nóng mà chịu gì nổi. Mới mưa xong hạ nhiệt xuống nè. Ếch này làm khô chứ làm gì vậy. Ếch chết luôn. Không chịu nổi. À, giờ mình móc nháy cho mình tiếp tục qua bên cần bên kia nha.
còn kia cụ thể nó dốc xuống nó bị con gì lôi mất tiêu rồi. Sảy rồi, sảy rồi nha, giờ đi tiếp luôn, kiếm được con nữa cũng được. Nó chết ngấm rồi, không lôi chứ ấy nữa, lôi rồi, chết ngấm rồi, nước nóng quá cá còn sống ngớp ngớp đồ mình mày, nó nóng hổi luôn nè, nè nước nóng quá chịu không nổi, mình đã xuống đây cũng muốn ngủm luôn, nói chân cá mọc hết rồi luôn. Rồi tiếp tục nha, này dính được cá này nha, hết nháy luôn rồi, hết móc được nữa. Mấy cá này giờ sắp chết chưa, nước nó nóng quá trời nóng, 8 giờ mà nước còn nóng hổi luôn. Này, mình thấy nháy rồi, không phải. Rồi, mình đi tiếp luôn nha. Chỉ được con, cụ thiện mới kêu qua. Ôi, nháy. Oh, mới chụp được con nháy, hên quá. Đây nè, dính ếch xanh, ếch nhỏ chứ không bự. À, móc lại mình đi tiếp nha, cũng cóc nhỏ hết trơn. Dính con nữa nè cả nhà, dính cò. Nghe thấy không, cò ngồi im ru luôn đó, thấy không, nó chịu dính cò, chắc ăn dính cò thấy không. Nhổ câu luôn cả nhà, còn mấy cần nữa hết câu rồi. Ồ, cò cũng mập chứ nha, ức nó tươi, còn mấy cần nữa hết câu rồi, giờ mình tiếp tục đi nhổ nha, tiếp tục dính con nữa nha, con lên cần bên đây mất tiêu rồi, mất được lên cần bên kia, đi cò con gì lôi. Móc này má nữa nè, cần sát mắt. Rồi, móc nhai lại tiếp tục luôn nha. Công kia nếu mà hết nhái rồi bỏ luôn cả nhà, giờ mình về hết câu rồi, hồi về mình khoe thành tích mình nha, hết còn được đựng con cò với mớ ếch với mớ cá. Rồi giờ mình về nha, tối rồi, khuya lắm rồi, giờ cũng khoảng 8-9 giờ, 9 giờ mấy 10 giờ rồi. Rồi về luôn cả nhà, mình sẽ đổ thành quả đêm nay của mình ra nè, rồi mình đến bắt ếch ra trước nè, cái ếch này mình không có bỏ vô bao, không bỏ gì chứ, ếch vô để mình cột lại. Bình tân nó kìa. Đây, con hàng đầu tiên nha, màu xanh lè luôn. Đây, con hàng thứ hai. À, với con cò đây nha. Đây, con cò nằm dưới nè. Đêm nay mình dính được con cò rồi. Hai con ếch, từ từ hình như ba con ếch, hình như 24 con ếch vậy, đây đổ ra nha. Đây, nha, chết chết bọn ha, chết quá thì chết luôn. Nước phải nước cỏ trong gà chết cá trên 4 con, chết nhiều lắm, chỉ còn mấy con sống thôi nha. Như đây tầm khoảng 2 ký, hơn 2 ký mình chết chừng. Rồi, giờ mình kết thúc sáng ngày mình ra mình dính cá như mình quay tiếp nha cả nhà. Đêm nay tổng đêm nay chắc đón khoảng tầm cỡ 4 ký mấy 5 ký mà chết như đây thấy mất tiền nhóc rồi. Chết như đây hơn ký cá. Các bạn ha, thì giờ bữa sáng là mình đi nhổ câu cả nhà ơi. Thì nãy giờ nhổ được 2 3 cần rồi, dính được 2 cá chết cận chết mình không quay. Giờ thấy anh trước nó dính được con cá lóc mà không vừa nhỏ, mình thấy nó cũng liệt đọt, mình quay cho cả nhà xem nha. Rồi giờ mình đi tới luôn. Tại cắm nhiều câu lắm, có khúc nào dính thì mình mới quay thôi chứ không dính mình quay nhiều lắm. Cá lóc kèo đọt nữa. Khui đây nè, cần trước không dính nè. Rồi mình thì gỡ xong đi tiếp luôn nha, khi nào dính mình quay tiếp cho cả nhà coi nè, còn sống luôn. Trước là dính con nữa nha, dính con mà cũng có tỏi.
nước lúc gài là nước nó phèn ở trong gốc tràm ra, nước nó đỏ như sa cao vậy, cỡ nào cũng chết vậy, nước nó nóng cũng chết, cá nó cũng chết. Rồi, tiếp luôn con nữa, nhỏ nữa. Một, hai, trời, bốn, năm, nhỏ không nổi luôn, cá nặng quá nhỏ không nổi. Tiếp chạy à, tiếp luôn. Lớn quá nhờ, dính cá gì nó không thấy lâu luôn. Tàu vua cá tèn. Cá tèn. Tưởng nó dính con cá lóc gì mà nó lo không nổi. Dính cá tèn nè. Cá tèn bầu à, sầu ai mới miệng gì nè. Tiếp luôn nha, câu luôn nha, mấy con dính gì đây, gãy đọt câu luôn nè, gãy luôn nè, còn có miếng nữa đứt. Ồ, cá lóc cứng mà gãy đọt luôn. Cá lóc cứng mà gãy đọt luôn nha. Đây, lóc cứng mà gãy đọt quá tay chứ. Đây, đem đứa câu về đi, dục đây người ta đạp chết luôn. Đứa câu đáng ngót rồi. Đi tiếp nữa nha, trước dính được con nữa mà tối anh thăm về là 10 giờ mười mấy mà sao nó gần chết không hiểu luôn, nước phèn phần sao nó chết. Cái này không phải mình cắm cao đâu, nó quấn nó góc nó treo mỏ còn sống, nhưng mà nó quấn con nhợ, nó quấn con nhợ với treo mỏ lên. Đây. Ừ. Cũng ngon đấy. Rồi giờ mình lội tuốt trên kia kìa, có bờ câu một khúc bên đó mình cắm vòng như cái bờ mấy cây cây đào cọc cọc đó, lội như bờ chuối đó nữa đó, bờ chuối đó đó, nước mênh mông luôn. À, giờ mình đi lên cánh nha, nguyên cái bờ cọc nó không dính luôn cả nhà, giờ tới mình đi vô tới đó bờ cọc nè, tới bờ chuối này. Cũng không dính luôn, bên này chắc thất thù quá. Nào thấy cần nào dính mình quay tiếp nha, đêm hôm khúc này cũng hết nhái nữa, mình không biết chắc không dính luôn đâu, cũng hên xui. À, tiếp nha lên cả nhà, đấy không dính đất chân, dính được con cũng chết nữa. Rồi, qua cùng kia luôn giờ. Ê, dính được con nữa, dính được con này. Thua nãy giờ, bữa nay thất trận rồi, 80 cây câu dính đêm hôm rồi hết luôn, chắc được chừng 3 ký cá luôn, cá chết 3 ký cá luôn, cá chết nữa, thôi thất rồi, chết hết gần 2 ký còn ký cá sống. Đêm nay được 75.000. Rồi đi tiếp luôn nha, ở nhà có lý đây cũng được. Đó, thôi lôi lôi hít hít nhỏ mà lo dữ vậy. Ê, có lý vậy, không nhỏ đâu, cần bên kia trước coi hay coi, bự à, không nhỏ đâu ạ. Đó rồi, qua nhỏ cần kia luôn nha, cần đó nghe nè, cần trước này không dính nè, cần bên kia thấy dính rồi, qua dở cần này trước đi. Rồi cái cây đó 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 đó, sướng sướng. Ê. Đây nha, móc ngang mắt nữa nè, lấy nét không được đó, lấy nét được đó. Tiếp tục à, qua dở cần kia không dính nè, mình dở luôn nha, bên này nãy dính ba con, bên kia không dính con nào, dính con ếch ọt rồi cả nhà. Cũng bự. Chúng điện thoại. Đây nha.
mình đi tiếp nha. Dính được con nữa nè. Chèo mỏ này, móc ngay mắt này. Cá này bự, cá này cũng khoảng 300g, 250g nè. Cổ tay mình không bự hơn cổ tay nữa. Bự hơn cổ tay. À, mình gỡ nó ra đi. Ấy à. Đây. Rồi, đi tiếp nha. Lôi đứt lưỡi. Nãy đứt hai ba lưỡi rồi nha. Lưỡi gân này yếu quá làm sao đứt lưỡi chưa? Đứt hai lưỡi rồi chắc sảy cá gì, cá loại cá bự 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 cái này gặt đứt lưỡi hoặc là chuột cũng chừng. Mình không biết đâu mà nói. Đừng cá cẩn nữa, nghe dãy đụng 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 nữa. Cá cẩn trong bự đâu. Thấy dãy yếu xìu mà. Yếu xíu xíu mà. Trời ơi. Con lội dữ luôn. Vừa con cậu luôn. Lên bờ rồi. Đây nha. Móc má, tét má luôn. Bên kia hồi tối dính con cò này đó. Nhổ con cậu cũng kêu rồi. Giờ anh tới luôn. Đây nước tràn qua lần lại nè. Dính cá, hồi tối dính con, giờ dính con nữa mà chú kêu. Hồi tối ngay đây dính con rồi nè. Cà na mình, cà na năm nay mắc ấy, ai cũng trồng cà na đó không? Cà na Thái hay cà na gì? Quá trời luôn, cây tùm lum hết. Trồng cách mấy mét cây nè. Ở dưới mình đây là hai mấy ba chục ngàn ký. Người ta lại hái thì mười mấy ngàn ký, còn mình hái đi bán là hai mấy ngàn ký. Thì đây là cái hồi tối nha, cá hồi tối nó chết như đây nè nha. Chết gần cỡ tầm khoảng ký rưỡi, hơn ký rưỡi. Thì nước ở trên kia sen nó lồng, lồng sen á, cái nước phèn nó đổ xuống đây, cá nó chết chịu không nổi. À quên, nó còn con cò tối nè, mổ không? Mổ. Con cò tối. À, nhưng lương cha mình sáng đổ đổ trúng chạy. Rồi đổ cá hồi tối ra với cá sáng ngày nha. Đây, xô cá hồi tối nè, tối gọn được. Đó, nhảy dữ nè. Hai cá cho sáng nữa. Ừ, nhảy quá rồi, nhảy con lết nhảy nữa, chụp lấy ít. Tầm khoảng cò nhỏ ổ vậy bên, tầm khoảng ba cái cá, hơn ba cái cá nữa. Thôi thành quả của mình đêm nay nha, thì cá chết bọn mà chết như đây nữa nè. Rồi, nếu các bạn thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đón xem các clip tiếp theo nha cả nhà. Thì trong cái clip mình có quảng cáo thì anh em nhớ bỏ xíu thời gian, mà bỏ xíu thời gian thôi, chừng mấy giây à, và xem quảng cáo cho mình, ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt cả nhà nha.